Hòa trong không khí kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các sở ngành, lực lượng đã đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách. Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Ông Phạm Viết Thanh động viên các thương bệnh binh nỗ lực sống lạc quan, đồng thời cũng mong muốn tập thể cán bộ, người lao động trung tâm điều dưỡng tiếp tục chăm lo thật tốt cho các thương bệnh binh. Ông Phạm Viết Thanh cũng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ở huyện Long Điền và chúc mọi người sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.